Chào mừng quý vị đến với chương trình Nhân quyền cho Việt Nam. Thưa quý vị, vào ngày 27 tháng 3 năm 2021, Công an thành phố Hà Nội bắt giữ ông Lê Trọng Hùng sau khi ông có đơn đề nghị cơ quan chức năng bảo vệ mình trong quá trình ông vận động tranh cử đại biểu Quốc hội. Ông Lê Trọng Hùng sinh năm 1979, là cựu giáo viên dạy môn hóa sinh của trường phổ thông cơ sở xã Đàn, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Năm 2015, ông nghỉ dạy sau khi tố cáo những sai phạm của hiệu trưởng nhà trường và sau đó tham gia làm báo độc lập bằng các chương trình phát sóng trực tiếp trên Facebook và YouTube với một số nhà hoạt động khác gọi là kênh truyền hình CHTV. Ông Hùng là một trong số ít người tự ứng cử đại biểu Quốc hội có chương trình hành động là dự án xây dựng đại lộ công dân cho dân tộc Việt Nam bằng cách trao tặng các bản hiến pháp Việt Nam, vận động thành lập tòa bảo hiến và vận động Quốc hội ra luật biểu tình, luật giám sát công chức. Ông Hùng nói trong một video phỏng vấn với đài VOA, nếu trở thành đại biểu Quốc hội, tôi sẽ nhanh chóng trao hiến pháp cho từng công dân, đưa hiến pháp vào dạy trong trường học để công dân biết mình là ai, có quyền và lợi ích gì, mình là chủ nhân của đất nước như thế nào, mình lập ra nhà nước như thế nào và mình sử dụng nhà nước như thế nào. Thay vì như hiện nay, người dân không biết mình là ai, mà cứ nhìn thấy chính quyền, công an là rất sợ, hay khi đến các cơ quan công quyền thì phải đi xin, mà càng xin thì họ càng không cho. Ông Hùng bị cáo buộc tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, theo Điều 117 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi có khách mời là bà Đỗ Lê Na, vợ của nhà báo tự do Lê Trọng Hùng. Xin chào chị Đỗ Lê Na. Vâng, xin chào anh và bạn xem đài ạ. Vâng, thưa chị có thể giới thiệu về bản thân và gia đình nhỏ của chị, về anh Lê Trọng Hùng. Dạ, vâng, tôi là Đỗ Lê Na, hiện là giáo viên dạy môn ngữ văn cho các em học sinh khiếm thị của trường phổ thông cơ sở Nguyễn Đình Chiểu. Ngôi trường này là ngôi trường chuyên dạy cho các em học sinh khiếm thị. Chồng của tôi là anh Lê Trọng Hùng, vốn là một nhà giáo. Sau này thì anh đã thôi công việc ở ngành giáo dục và chuyển sang làm báo độc lập. Gia đình chúng tôi hiện đang sống ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội và chúng tôi có hai con nhỏ. Con lớn năm nay 10 tuổi, còn con nhỏ thì ngày hôm qua vừa tròn 4 tuổi ạ. Vâng, thưa chị, anh Hùng tham gia vào phong trào từ khi nào và điều gì thúc đẩy anh ấy tham gia vào phong trào? Dạ vâng, anh Hùng nhà tôi thì bắt đầu tham gia vào phong trào từ cuối năm 2015 và đầu những năm 2016 ạ. Có hai nguyên nhân để anh Hùng nhà tôi quyết định tham gia vào phong trào. Đấy là thứ nhất là anh Hùng nhà tôi xuất thân trong một gia đình có mẹ là nạn nhân của những cái chính sách sai lầm do cuộc cải cách ruộng đất mà Đảng Cộng sản đã tiến hành ở Bắc Việt, Việt Nam. Và bởi vì sống trong một cái hoàn cảnh đặc thù như thế nên là từ nhỏ anh Hùng đã nhận thức rất rõ về những bất công tồn tại xung quanh xã hội và có cái mong muốn là lớn lên làm thế nào để góp sức lực của mình để khắc phục những bất công đó, để xây dựng một đất nước mà nó công bằng, bình đẳng hơn, đáng sống hơn ạ. Và hai nữa là trong khi mà công tác ở trong ngành giáo dục á, mà ở cái lĩnh vực cho trẻ khuyết tật ý, thì anh cũng chứng kiến những cái sai phạm của cái hiệu trưởng của cái ngôi trường đó ngay trong cái công việc mà được xem là nhân đạo á, mà họ cũng còn có những sai phạm để ăn chặn học sinh đó. Thì chính những cái điều đó càng thúc giục anh để anh quyết tâm là phải nghỉ việc trong ngành giáo dục và chuyển sang để tham gia vào phong trào ạ. Vâng, thưa chị, thì anh Hùng anh phổ biến những cái gì ở trên kênh truyền thông CHTV của anh ấy? Dạ. Với kênh CHTV á thì tôi muốn nói qua một chút về cái nguồn gốc của cái kênh truyền hình này. Giữa những năm 2016 á, thì anh Hùng gặp anh Vũ Quang Thuận và anh Hùng quyết định tham gia cùng anh Vũ Quang Thuận trong một số chương trình của phong trào chấn hưng nước Việt. Sau đó thì do ảnh hưởng của chương trình này, đầu năm 2017 đó thì anh Thuận bị nhà nước Việt Nam bắt
và giam tù 8 năm cùng với 5 năm quản chế. Và trên nền tảng của cái phong trào chấn hưng nước Việt á, thì anh Hùng cùng với một số cộng sự mới quyết định lập ra kênh truyền hình CHTV, có nghĩa là chuẩn mực TV đó. Chúng ta đều biết rằng là ở Việt Nam thì tất cả mọi phương tiện báo chí rồi truyền hình đều nằm trong tay của Đảng và họ chỉ làm truyền thông một chiều. Do đó mà chồng tôi cũng như là các cộng sự của mình mong muốn mang đến một cái chương trình truyền dựa trên hiến pháp và pháp luật, đặc biệt là phải dựa trên sự thật, muốn cung cấp những thứ đó cho người dân, và do đó mà CHTV ra đời. Ở CHTV thì chồng tôi dùng đầu tiên là anh làm những chương trình phản biện xã hội dựa trên hiến pháp và pháp luật. Tiếp theo là anh làm các chương trình để phân tích, giải thích về hiến pháp cho người dân hiểu. Một mảng nữa đó là anh làm các chương trình để giúp dân oan đưa ra công luận những cái vụ việc oan sai của mình. Và gần đây nhất khi trước khi bị bắt đó, thì anh mở thêm một chuyên mục gọi là đào tạo dân biểu để hướng dẫn cho những cái công dân mà cũng có cái mong muốn tranh cử vào để làm đại biểu quốc hội như mình. Vâng, đó là những nội dung cơ bản ạ. À, vâng, thưa chị. Thì chị cho biết là những việc mà anh Hùng đã làm để giúp đỡ dân oan. Dạ vâng. Khi mà sau một thời gian CHTV phát sóng đó, thì chương trình này nó đã được thu hút được một lượng rất là đông đảo người xem, và đặc biệt là được dân oan biết đến rất là nhiều. Do đó thì có rất nhiều dân oan họ đến nhà, họ mang hồ sơ đến, hoặc là dân oan ở khắp mọi miền đất nước họ gửi hồ sơ về và họ nhờ lên sóng, nhờ tố cáo giúp họ những vụ việc oan sai. Thì chồng tôi và các cộng sự khác ấy, cái công việc chính là đọc hồ sơ và xem xét xem là những hồ sơ nào đầy đủ chứng cứ về mặt pháp lý và những hồ sơ nào mà có thể lên sóng được thì sẽ lên lịch để lên sóng giúp bà con. Còn những hồ sơ nào mà chưa đầy đủ chứng cứ pháp lý thì các anh tư vấn cho dân oan để họ họ thu thập thêm và họ bổ sung thêm. Ngoài ra một công việc nữa mà chồng tôi vẫn làm đó là giúp dân oan trong cái việc là thảo đơn để khiếu kiện á, để gửi đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Bởi vì là như anh vừa nói lúc nãy đấy, cái người dân Việt Nam ấy phần lớn cái trình độ hiểu biết rất là thấp và họ đi kiện để đòi quyền lợi cho mình, nhưng mà họ lại cứ là viết đơn cầu xin chủ tịch nước rồi cầu xin cơ quan này, cầu xin cơ quan nọ hãy cứu họ. Đó, thế nên là chồng tôi mới cái công việc tiếp theo của chồng tôi đấy là tư vấn cho dân oan để họ nắm được luật, để họ biết cách làm đơn để gửi đến các cơ quan có thẩm quyền ạ. À, vâng. Thì thưa chị có gặp khó khăn gì khi mà anh Hùng biến nhà mình thành một cái nơi tiếp dân và giúp đỡ dân oan không? Dạ có chứ ạ. Chúng tôi có một cái ngôi nhà nho nhỏ tầm 27 mét vuông, và trong 27 mét vuông đó thì chúng tôi dùng để nấu nướng rồi nhà vệ sinh rồi tiếp khách rồi ăn uống tất tần tật trong mọi sinh hoạt trong cái ngôi nhà đó mà tôi lại không nhìn thấy. Vậy thì cái việc đi lại di chuyển nó rất là khó khăn. Buổi sáng đến thì con của chúng tôi có rất là nó cần phải yêu cầu cho con ăn uống rồi vệ sinh rồi chuẩn bị các thứ để con chuẩn bị đến trường. Tuy nhiên là mặc dù chồng tôi đã rất nhiều lần dặn với dân oan rằng là sau 8 giờ sáng thì anh mới làm việc, bởi vì giờ trước giờ đó thì phải giúp vợ để cho con đến trường đã, nhưng mà nhiều người họ không có nghe, họ cứ tiện giờ nào là họ đến giờ đó. Thì họ đến trước và họ cứ ngồi la liệt trong nhà khiến cái việc cái di chuyển đi lại của tôi rất là khó khăn. Còn nữa là không chỉ là đến sớm, họ đến muộn, họ đến sát cái giờ trưa tầm 11 giờ trưa rồi họ mới đến, họ không đến đúng giờ. Và cái giờ đấy là chúng tôi lại chuẩn bị để ăn cơm trưa và chiều rồi tôi phải lên lớp. Đó, và họ cứ cái việc mà sai giờ của họ như thế nó đảo lộn hết mọi sinh hoạt trong gia đình của chúng tôi. Nhiều khi thì nghĩ rất là bực mình. Tuy nhiên là chúng tôi chứng kiến cái việc mà rất nhiều hàng nghìn những hồ sơ dân oan gửi về và chứng kiến những cái cảnh dân oan họ nằm vật vã ở cái vườn hoa Mai Văn Thưởng hay là trên chỗ trụ sở tiếp dân
ở Ngô Thị Nhậm ấy, số 1 Ngô Thị Nhậm ấy, thì nghĩ rằng là họ là cái những cái người mà mất đất mất nhà rồi không có cái nơi nương tựa, họ đi khiếu kiện bao nhiêu năm á, và họ tìm đến mình thì chính là cái cứu cánh cuối cùng rồi, nên là dù có những cái bất thế nhưng mà cuối cùng thì cũng phải thông cảm thôi ạ. Vâng, nhà cửa Hà Nội thì rất là chật, mà anh chị ấy sử dụng nhà Vâng. để làm nơi tiếp dân như thế thì cũng rất là vất vả cho chị và gia đình. Thì thưa chị, thì anh Hùng phổ biến Vâng và trao tặng Hiến pháp Việt Nam cho hàng nghìn người dân thì bằng cái nguồn kinh phí nào? ạ. Dạ vâng, đầu tiên là như anh vừa nói, chúng tôi vừa nhắc ở bên trên đó, cái trong quá trình tiếp xúc với dân oan thì anh Hùng nhận thấy rằng là cái trình độ của họ rất là thấp, đặc biệt là họ không hiểu biết gì pháp luật cả. Không hiểu biết pháp, không thể tự đòi quyền lợi cho mình được, chính vì vậy mà anh Hùng quyết định trao tặng hiến pháp chứ không phải là luật pháp, bởi vì là ở Việt Nam có rất nhiều luật nhưng các bộ luật thì nó chồng chéo lên nhau và người ta coi biên bản ở dưới luật ấy, các thông tư nghị định ấy, người ta còn coi quan trọng hơn cả luật, và anh cho rằng những thứ đó nó không chuẩn mực nên là anh quyết định trao tặng hiến pháp, bởi vì nó là bộ luật gốc và từ nó thì mới có thể dẫn đến các cái bộ luật ở bên dưới. Do đó thì anh tự bỏ tiền túi ra, đầu tiên là tự bỏ tiền túi ra để mua. Sau đó thì khi cái chương trình nó có tiếng vang rồi thì anh được bạn bè trong và ngoài nước ủng hộ, thậm chí là anh lập ra một cái quỹ gọi là quỹ 24K hiến pháp ạ. Những dân oan đến lên sóng thì họ bảo là họ muốn, những người có điều kiện đó, họ muốn bồi dưỡng cho một chút thì anh bảo rằng là tùy họ, họ có thể ủng hộ 24K hoặc là nhiều hơn, để và họ cứ cho vào cái quỹ đó và chồng tôi dùng cái quỹ đó để mua hiến pháp trao tặng cho người dân ạ. Đến cho đến thời điểm trước khi anh bị bắt thì đã trao tặng được gần 1 triệu cuốn hiến pháp. Vâng, cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình. Thì xin quý vị giữ màn hình, chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông tin thương mại. Cảm ơn quý vị đã trở lại với chương trình Nhân quyền cho Việt Nam. Chúng ta lại cùng gặp chị Đỗ Lê Na, vợ nhà báo tự do Lê Trọng Hùng. Chào chị Đỗ Lê Na. Vâng, chào anh ạ. Vâng, thưa chị, thì nhà cầm quyền có gây áp lực gì với gia đình chị không? Dạ đương nhiên là có chứ ạ. Cũng như những gia đình đấu tranh khác ở trong nước, cái việc đầu tiên thường thấy nhất đấy là họ cản, họ cho người đến canh nhà và cản trở quyền đi lại. Vào những dịp lễ Tết, những ngày lễ quan trọng hoặc là những dịp mà chính phủ Việt Nam họ tiếp đón các nguyên thủ quốc gia hoặc là các đoàn ngoại giao của Mỹ và châu Âu, hoặc là những dịp có phiên tòa xét xử những người bất đồng chính kiến đó, thì họ xua an ninh rất là đông đến canh nhà. Và những lần như thế thì chồng tôi không thể đi ra ngoài để đưa đón mẹ con tôi đi làm, đi học, hay là không thể nào mà mua sắm lương thực thực phẩm được cho đến khi họ kết thúc sự kiện. Cái khó khăn thứ hai mà họ gây lên gia đình chúng tôi á, đó là họ họ triệt hạ về mặt kinh tế. Họ cho an ninh rồi cho cảnh sát khu vực đến cái hộ chủ nhà mà chồng tôi đã thuê cho họ đó, và họ đe dọa rồi họ yêu cầu là phải cho chồng tôi nghỉ việc đó, và rất là nhiều lần phải nghỉ việc giữa chừng rồi, nhưng mà sau đó thì ông bà lại thương cảm rồi lại cho làm tiếp. Và chính những cái việc như thế thì sau này chồng tôi thấy rất là mỏi mệt và quyết định là sẽ nghỉ làm luôn để tập trung vào làm chương trình cho dân oan rồi làm chương trình lên sóng. Do đó nên là từ suốt từ năm 2017 cho đến khi anh bị bắt, mọi khoản chi tiêu của gia đình là chỉ phụ thuộc vào cái đồng lương giáo viên của tôi là chủ yếu thôi. Còn một cái khó khăn thứ ba nữa, đấy là họ cô lập chồng tôi với những người khác trong gia đình. Đặc biệt là họ họ chia rẽ cái tình cảm vợ chồng. Họ có những cái cách rất là buồn cười, ví dụ như là họ cứ nhằm vào những cái giờ mà vợ chồng tôi đi ngủ, chuẩn bị đi ngủ thì họ cứ cho những cái người phụ nữ gọi điện đến rồi nói chuyện nhớ nhung hờn trách này nọ, rồi thậm chí là năm 2017 trước khi tôi sinh cháu có 1 tuần thôi, họ cho cái cô an ninh đến, họ cho người đến canh nhà không cho đi mua đồ chuẩn bị cho bé, rồi họ cho một cô an ninh nữ đến, cô ấy nói với tôi là họ họ rất là
E ngại cho cái hoàn cảnh của tôi không nhìn thấy mắt mũi như này mà không biết được là chồng đang có quan hệ bất chính với một người phụ nữ khác. Và rất nhiều lần họ muốn báo cho tôi biết rồi. Họ không chỉ tấn công riêng chồng tôi mà sau khi mà chồng tôi bị bắt rồi đó, thì họ cũng cho người để tấn công cá nhân tôi. Họ cho những người đàn ông có thể gọi vào lúc nửa đêm hoặc là những lúc tôi không để ý đến đó, thì họ gọi và họ giả vờ hỏi vài câu về chồng tôi thôi. Sau đó là họ nói là họ yêu quý tôi, họ mến tôi từ lâu lắm rồi và họ muốn giúp đỡ nhưng mà chỉ giúp đỡ ba mẹ con tôi thôi. Họ hứa cho một số tiền lớn rồi cho họ gặp gỡ gần gũi một chút thôi. Và tôi nghĩ rằng sau những màn gặp gỡ gần gũi đó là sẽ có những video clip hoặc là những hình ảnh để gửi đến chồng tôi nhằm chia sẻ tình cảm của vợ chồng tôi đó. Ngoài ra thì sau khi anh Hùng đi rồi đó thì họ vẫn thường xuyên cho an ninh đến canh nhà. Cái việc mà an ninh đến canh nhà đó thì thứ nhất là họ sách nhiễu những người bạn đến hỏi thăm. Thứ hai là họ cô lập gia đình tôi với hàng xóm xung quanh. Cho đến nay đã 9 tháng rồi nhưng họ vẫn rất là sợ không có một hàng xóm nào mà dám đưa tay ra để giúp đỡ mẹ con tôi cả. Thậm chí là họ tệ đến mức là họ cho an ninh theo dõi những cái đứa con của tôi khi chúng đi học, trên đường đi học ấy. Đấy để cho họ họ đánh vào tâm lý của tôi và làm cho đứa bé nó hốt hoảng đó. Ngoài ra thì còn một cái chiêu nữa đấy là họ 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 xúi giục cái đứa bạn cùng lớp của con tôi ấy, tung những cái thông tin thất thiệt về chồng tôi như là bố của bạn là người phản động nên mới bị bắt, rồi cái tấm gương phản động của bố bạn thì đang được giảng dạy ở trong trong ngành an ninh, trong công an cũng như là trong bộ đội đó, rồi thậm chí là họ sau khi mà không khuất phục được chồng tôi á, thì họ họ tung tin là chồng tôi bị tâm thần và họ cứ xúi giục hàng xóm cứ giữ thằng bé lại và hỏi thẳng vào mặt là thế bố cháu bị tâm thần à, bố cháu uống những loại thuốc gì, rồi bố mẹ có hay cãi vã nhau không. Những cái việc làm đấy thật ra là tôi thấy rất là bất bình bởi vì là ai làm thì người đó chịu, đấy chưa nói chuyện là chồng tôi có tội hay không, nhưng mà họ cứ đổ xuống mẹ cái đầu mẹ con chúng tôi, đặc biệt là cho hai con nhỏ của chúng tôi đó, thì đó là những cái việc mà họ đang vẫn đang làm với mẹ con chúng tôi. Vâng, thì chị cho biết là vì sao mà anh Hùng lại ra ứng cử đại biểu Quốc hội và nhà cầm quyền thì có gây khó dễ gì cho cái việc ứng cử của anh Hùng không? Dạ vâng, như tôi đã nói đấy thì một trong những cái công việc mà chồng tôi rất là tâm đắc đấy là trao tặng hiến pháp cho người dân. Nhưng mà một mình anh làm á, thì từ năm 2007 đến giờ cho đến thời điểm trước khi bị bắt đấy, thì mới trao được có gần 1 triệu cuốn hiến pháp thôi. Và anh Hùng nhà tôi thì muốn thúc đẩy cái quá trình đó lên. Nên là anh nghĩ rằng khi mà ứng cử vào đại biểu quốc hội á, là một cái quốc hội rồi thì anh sẽ có điều kiện làm cái việc đó hơn. Thứ hai nữa là anh Hùng nhận thấy cái quốc hội Việt Nam á, nó không làm đúng chức trách của mình là cơ quan lập pháp, là cơ quan đại diện cho cái quyền lực tối cao của người dân. Ngay từ cái tên đã sai rồi. Quốc hội. Lẽ ra cái cơ quan đại biểu cho cái quyền lực của người dân thì phải gọi là ít nhất thì phải gọi là viện dân biểu chẳng hạn. Nhưng mà gọi là quốc hội nên là tất cả các đại biểu của người dân ở trong đó cứ nghĩ rằng mình đang đại diện cho đảng, đại diện cho nhà nước chứ không phải đại diện cho nhân dân. Đó, chính vì thế nên là chồng tôi muốn tham gia ứng cử đại biểu quốc hội để cải tổ cái cơ quan này, trả nó về đúng chức năng vốn có của nó và đồng thời là sẽ thúc đẩy cái quá trình trao tặng hiến pháp lên. Anh tính rằng là cứ bốn trung bình là cứ bốn người dân trong một hộ gia đình thì với gần 100 triệu dân Việt Nam thì cần 25 triệu cuốn hiến pháp, mà nếu như trao tặng theo tốc độ của chồng tôi như thế thì còn lâu lắm mới đạt đến đích được. Do đó mà anh quyết định ứng cử đại biểu quốc hội. Và trong quá trình ứng cử thì đương nhiên là họ cũng có gây khó dễ, họ cho rất nhiều lần họ bắt tẩy rửa gọt sửa cái hồ sơ, thậm chí là cái ngay cả cái bản anh ghi vào là anh là nhà báo độc lập hay là anh không có cái không không có cái quan điểm chính trị rồi không tôn thờ chủ nghĩa Mác Lênin này nọ là họ đều sửa hết. Vâng, thì đó là cái những cái khó khăn mà họ gây khó dễ cho chồng tôi khi mà làm hồ sơ để ứng cử ạ. À, vâng, thưa chị, thì chị cho biết là anh Hùng đã bị bắt giữ như thế nào ạ? Dạ vâng.
Chồng tôi thì anh tôi nghĩ là với những cái chiến dịch tranh cử chưa từng có trong cái chưa từng có cái lịch sử của Quốc hội Việt Nam, ví dụ như là anh có một cái dự án phát triển cho Việt Nam để tranh cử này, rồi anh có một cái hồ sơ định là sẽ gửi vào các gia đình để xin phiếu, đó thì sẽ gồm có bản tóm tắt về cái dự án phát triển cho Việt Nam, có một cái trích ngang về sơ yếu lý lịch, có cái cam kết năm không và năm có, khi anh trở thành đại biểu Quốc hội thì sẽ làm những gì, không làm những gì, và ngoài ra thì anh có một cuốn làm một cái album tranh cử để cổ động cho việc tranh cử của mình. Anh còn có dự kiến là sẽ kéo loa đi đến các cái địa điểm công cộng để diễn thuyết và xin phiếu của người dân. Và tôi nghĩ rằng với cái tiền lệ chưa từng có đó thì nó khiến cho cái chính phủ Việt Nam họ rất là đau đầu, Đảng Cộng sản rất đau đầu, và họ quyết định bắt chồng tôi vào ngày 27 tháng 3. Thì trước hôm đó một hôm là họ đã cho người đến canh nhà rồi, nhưng anh không nghĩ là cái đơn mà yêu cầu bảo vệ của anh á, nó đã có tác dụng và họ chỉ đến để bảo vệ anh thôi. Và sáng hôm sau đó thì nó là chủ nhật cuối tuần, họ vẫn cho chồng tôi đưa con đi công viên chơi, nhưng lúc về á, thì về đến trước nhà cách tầm khoảng 10 mét đó, thì họ ập ra, họ còng tay bắt đi và họ tách hai đứa trẻ ra, họ còng tay bắt đi. Chồng tôi còn nói rằng là anh là một công dân và anh cần được biết nếu bắt thì phải đọc lệnh bắt hay thông báo bắt tạm giam, nhưng mà họ lúc đấy thì họ bịt miệng và họ mang đi luôn. Sau khi anh bị bắt rồi thì vẫn không hiểu cái thông báo bắt hay là tạm giam cho tôi. Họ lấy chìa khóa của trên người của chồng tôi đó, và họ đột nhập vào nhà. Họ khống chế tôi và họ họ khám nhà, họ cắt hết camera rồi internet và khám nhà. Họ thu bốn cái thùng đồ vật gồm có rất là nhiều hồ sơ dân oan và một số hồ sơ tranh cử, một số sách lịch sử như là vòng tròn gạc ma, và có một số máy tính rồi camera mà chồng tôi dùng để lên sóng đó. Đấy là cái quá trình mà họ bắt chồng tôi ạ. Vâng, chương trình chỉ còn có 1 phút thôi. Chị cho khán giả biết về Vâng. cái phiên xử của anh Hùng sắp tới. Vâng. Phiên xử của chồng tôi sẽ diễn ra vào 8 giờ 30 phút ngày 31 tháng 12. Vâng, chị có mong muốn cộng đồng làm gì để giúp cho anh Hùng và gia đình chị không? Dạ vâng, tôi khẳng định là với đất nước, với dân tộc này thì chồng tôi có công chứ không có tội. Và bởi vì hoàn cảnh gia đình tôi khó khăn như thế nên là tôi mong muốn chính phủ của các nước, các tổ chức nhân quyền và nhân dân yêu chuộng hòa bình á, thì cùng đồng hành để đòi áp lực chính phủ Việt Nam phải trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho chồng tôi ạ. Vâng, được biết chị là có đưa một cái thỉnh nguyện thư lên trên mạng và cũng đã có nhiều người ký tham gia vào cái thỉnh nguyện thư đó để lên tiếng cho anh Lê Trọng Hùng. Cảm ơn chị đã theo dõi chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin chị có lời chào đến quý vị khán giả. Vâng, chào phóng viên và chào tất cả khán giả đang xem đài ạ. Chúc tất cả mọi người năm mới bình an, hạnh phúc ạ. Vâng, cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.